Các giám mục Ấn Độ tố cáo luật chống cải đạo biện minh cho việc tấn công Kitô hữu. Đức cha Peter Machado của giáo phận Bengaluru của Ấn Độ nhận xét rằng các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu đã gia tăng tại các bang của Ấn Độ đã thông qua luật chống cải đạo. Đức cha Machado là chủ tịch của diễn đàn hiệp nhất Kitô hữu All Karnataka về nhân quyền. Ngài nói, luật chống cải đạo đầu tiên được thông qua tại Odisha vào năm 1967. Các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu bắt đầu vào những năm 1970, với đỉnh điểm là bạo lực ở Kanhaman vào năm 2008. Luật này đã biện minh cho các cuộc tấn công vào Kitô hữu. Sau Odisha, luật chống cải đạo được thông qua tại 6 bang khác. Không có nhiều phản ứng để chống lại một luật phi dân chủ như thế. Hôm thứ Bảy 4 tháng 12 2021, các thành viên của cộng đồng Kitô hữu đã biểu tình tại trường Thánh Francisco Xavier ở phía tây bang Bengaluru để phản đối dự luật chống cải đạo ở Karnataka. Đức cha Machado nói, chính quyền bang nói dự luật sẵn sàng vào ngày 5 tháng 12 và được bàn luận trong phần luật pháp bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Vì vậy, đâu là thời gian và nơi chốn cho một cuộc thảo luận công khai? Trong những vấn đề quan trọng ở một chế độ dân chủ, không có luật nào sẽ được bàn thảo mà không có sự tranh luận công khai. Phóng đại sự việc. Theo Đức cha, vấn đề ép buộc cải đạo được phóng đại rất nhiều. Nhiều lãnh đạo của đảng Nhân dân Ấn Độ đã học tại các trường Kitô giáo và họ đã chọn các bệnh viện Kitô giáo để điều trị, không có ai trong họ bị cưỡng bức cải đạo. Đức cha cũng chia sẻ rằng, ông Gulihati Shekhar, thành viên của đảng Nhân dân Ấn Độ ở Husaduga, cho rằng có từ 15.000 đến 20.000 người trong khu vực bầu cử của ông, gồm cả mẹ ông, bị cưỡng bức theo Kitô giáo. Chính quyền Husaduga đã điều tra cáo buộc và thấy rằng không có việc này, và những người đã theo Kitô giáo là hoàn toàn do ý muốn và sự xác tín của họ. Tuy nhiên, theo nhận xét của Đức cha Machado, nếu có sự cải đạo lan tràn như họ tuyên bố, số Kitô hữu phải gia tăng. Nhưng theo cuộc điều tra dân số, số Kitô hữu trên toàn Ấn Độ vào năm 2001 là 2,34% và đến năm 2011 giảm còn 2,3%. Tại Karnataka, tình trạng cũng không khác khi số Kitô hữu giảm từ 1,91% trong năm 2001 xuống còn 1,87% trong năm 2011.